Bố ơi, bố mọc râu kìa. Bể bơi màu trắng. Con sắp thua rồi, mau đầu hàng đi. Còn lâu, hãy xem phong hỏa luân của con đây. Máy bay kìa. Bố thắng rồi, người thua cuộc phải đi đổ rác. Sao thế? Bồn rửa tắt rồi. Giờ em cần phải ra ngoài, làm sao bây giờ? Mẹ tập về, giao cho hai bố con đi. Hai người có làm được không? Không thành vấn đề. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Con đầu to, sẵn sàng, xuất kích. Hãy xem sự lợi hại của ta đây. Hãy xem sự lợi hại của ta đây. Xong, con làm kiểu gì vậy? Lấp lại là xong thôi. Sao lại đi lấp vào chứ? Lấp không giải quyết được vấn đề gì, phải khơi thông mới được. Con đồ to, bố hồ bắt đầu, thì con dặn mở vòi nước nhé. Vâng ạ, bắt đầu. Con đồ to, dặn vòi nước to lên. To hơn nữa, mau. Xem ra không phải vấn đề ở ống nước. Vậy làm thế nào hả bố đồ nhỏ? Có cách rồi. Chỉ cần trộn giấm với baking soda với nhau là có thể hòa tan chất bẩn tắt trong ống nước. Thật à? Sao thế bố? Bố quên mất tỷ lệ rồi. Càng nhiều càng hiệu quả mà. Bố cứ cho hết vào đi. Nhìn kìa, sủi bọt rồi. Hình như hơi nhiều. Bố ơi, bố ở đâu rồi? Con đồ to đừng sợ, bố ở đây. Bố ơi, bố mọc râu kìa. Hai người lại làm trò gì vậy? Sửa cái bồn rửa mà cũng có thể nghịch ngợm lắm trò như thế. Để mẹ làm cho xong. Đây là cái gì vậy? Ghê quá. Con đồ to, có phải con lại đổ cơm thừa vào bồn rửa không? Con tưởng nó trôi được hết. Đương nhiên không trôi được rồi. Không thì cần thùng rác để làm gì? Nếu rác thực phẩm đều đổ xuống ống nước, sẽ không chỉ làm tắc ống nước mà còn làm tăng độ khó xử lý nước thải nữa. Hai người không hiểu sao? Ý của mẹ là bây giờ phải dọn sạch chỗ này ngay lập tức. Và từ sau không được đổ cơm thừa, thức ăn thừa xuống ống nước nữa. Con hiểu rồi, từ sau con sẽ không vứt rác bừa bãi nữa. Con đồ to thật thông minh.
Sau này công việc đổ rác cứ giao cho con đi ạ. Đáp người tuyết. Nóng quá, nóng chết mất. Giá mà được đắp người tuyết thì tốt. Mùa hè ôm người tuyết mới mát lạnh làm sao. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai người đang làm gì đấy? Nhìn căn bếp của mẹ mà xem, toàn những thứ gì đây hả? Nhìn hai người xem, hai người bò từ dũng bùn lên đấy à? Con chỉ muốn dùng kem để làm người tuyết thôi. Đắp người tuyết à? Ý tưởng này sáng tạo đấy. Cơ mà dùng kem đắp người tuyết thì lãng phí lắm. Bố có cách này hay hơn. Bố đồ nhỏ ơi, chúng ta lấy keo dán dính xốp vào đi. Hai người lại làm trò gì thế? Mau thu dọn đống này đi. Không biết mẹ dị ứng với mấy thứ này à? Mau lên. Làm sao bây giờ bố đồ nhỏ? Bố đồ nhỏ ơi, người tuyết của con phải làm sao? Tính sau đi, lời mẹ tập về nói không thể không nghe. Con không ăn đá bào không được à? Chỗ đá bào này dùng để làm người tuyết đấy. Không sao, con cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Bố đồ nhỏ cố lên, làm thêm nhiều đá bào nữa. Người tuyết chưa thấy đâu mà đá bào đã bị con ăn sạch rồi. Con đau bụng quá bố đồ nhỏ ơi. Chắc là ăn nhiều đá bào quá đấy. Chúng ta phải đi bệnh viện. Nào, mau đi thôi. Con đồ to, mẹ tập về. Mau ra đắp người tuyết nào. Anh lại làm cái gì thế? Con đồ to vừa mới khỏe lại xong. Đây là cái gì? Đây là máy bào đá khổng lồ anh chế tạo suốt đêm, chạy bằng điện đó. Đây là đá anh đặt mua từ xưởng đông lạnh, bây giờ không sợ thiếu đá nữa. Cảm ơn. Ngầu quá. Nào, ta cùng chơi. Nhanh nào. Cố lên. Wow, ngầu thế. Wow, mát quá đi. Mát lạnh luôn. Con đồ to, con muốn làm gì? Thật tình, cứ như trẻ con ấy. Đúng là mát thật. Thế nào hả? Có vui không? Ôm người tuyết về phòng con đi. Để trong phòng con được mát. Con đồ to, quay lại đây. Người tuyết là do bố phát minh ra, phải để bố tận hưởng. Mẹ tập về, em bình tĩnh, tuyệt đối đừng nóng giận. Anh nhất định sẽ cứu chữa. Mẹ tập về ơi, mát chứ ạ? Mẹ tập về, bên dưới mỗi người tuyết đều đặt một cái chậu.
Em không cần lo, nước sẽ dâng dãi khắp nơi nữa. Sáng kiến của anh hay đấy chứ. Có mấy người tuyết này đúng là mát hơn nhiều. Con đồ to, bố đồ nhỏ, ngày mai hai người làm thêm vài người tuyết nữa đi. Vẫn phải làm người tuyết tiếp á.